Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì anh em thấy tôi có ngầu không? Chắc hẳn là anh em không có quen với lại khi tôi chạy cái con này ha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vào để mình review nói về con này. Xe mình review là xe mình bán luôn nha, là xe của mình luôn nha anh em. Rồi, quá ngầu luôn, ngầu như cái bồn cầu. Rồi, thì chiếc xe mình đem đến cho anh em ngày hôm nay thì anh em nhìn nãy là anh em cũng biết rồi, đó là chiếc Rebel 300. Thì nói sơ sơ về con xe này thì nó là sao ta? Như mọi người review mà mọi người phải ép đúng thông số thì nó sẽ là gì? Là 27 mã lực hả? 27 mã lực, bình xăng 11 lít. Rồi con nặng 170 kg. Chiều cao yên. Rồi chiều thông số lốp. Mấy cái đó mấy anh em lên Google có thể có rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái cảm nhận thực tế khi mà mình chạy con xe này. Thì cái điều đầu tiên nha, thì đập vô mắt mình á, là điều đầu tiên là mình thấy nó là rất là thoải mái, rất là thoải mái luôn. Dáng ngồi cực kỳ thoải mái và ngầu ngầu, nhưng mà như là ngầu ngầu như là cây cầu nha. Đó, giống như những anh bên Mỹ á. Những anh bên Mỹ nhìn rất là ngầu và rất là thoải mái. Và cái chiều cao yên nó không quá cao. Nó có thể cho những người 1m50 vẫn có thể chạy được. Rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái đi lại trong phố. Nhìn rất là khác biệt. Và con này nó kết hợp với sự mới và cái sự cổ điển của những dòng xe cổ ngày xưa anh em hay thấy đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cục máy của nó. Thì cục máy của nó là Honda copy từ CBR300R và CB300. Nằm trong đó cục máy, một máy, một xi lanh. Thì một máy á, thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn cho anh em. Và con xe này nó sẽ đạt được 30 cây một lít. Tùy người chạy nha, tùy người chạy sẽ đạt được 30 cây một lít. Và cái con xe này có bảo vệ các nước. Nó có các nước cho nên đi thành phố rất là ok, tản nhiệt rất là tốt. Và một cái điều nữa là cái con xe này hiện tại mình bán với giá là 86 triệu, xe chính chủ còn ủy quyền luôn nha anh em. 86 triệu, biển số của nó là 66 A3. 66 là ở tỉnh thành nào tụi em biết không? Hình như đâu dưới miền Tây đúng không, biển số 66. Rồi tiếp vào phần tiếp nữa là đó là phần cái đầu đèn. Ở đây nó vẫn được trang bị là bóng đèn halogen hết hồn, cho nó cổ điển. Bóng đèn halogen đó, cho nó đúng chất cổ điển của nó. Và theo một điều anh em biết, một cái hay nè, anh em qua đây coi. Qua đây coi. Chìa khóa nằm dưới đây. Chìa khóa tắt mở nằm dưới đây. Nhiều người mượn xe không biết cứ cắm vô đây tìm không thấy cái chỗ đóng khóa. Đây, chìa khóa nằm đây. Rồi, qua tiếp theo là cho anh em coi cái bảng đồng hồ ha. Ở đây vẫn có công tắc khẩn cấp như các dòng phân khối lớn hiện đại. Rồi, bảng đồng hồ vẫn có báo xăng, đồng hồ điện tử, nhưng mà không có báo số. Nó chỉ có báo số mo thôi. Và đặc biệt những cái dòng xe đời mới như bây giờ thì đều có trang bị ABS trước sau. Cái tiếng bô của nó thì nghe vẫn được, ổn, không có quá gọi là
kinh khủng nhưng mà vẫn được. Đây tiếng bô đây, thì con xe này bảo trì bảo dưỡng của nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó. Một máy mà anh em, một máy thì nó không có tốn nhớt đâu. Nhưng mà một cái điểm mà mình cảm thấy hơi bị tiếc ở trên con xe này ha, thì cái này đã đẹp rồi, cái yên này rất là đẹp rồi, ngồi thoải mái rất là đẹp. Rồi cái yên ngồi phía sau á, nhìn vậy chứ cũng rất là thoải mái. Đây mọi người, ngồi phía sau sẽ là gì thì cũng rất là thoải mái, ôm lại rất là thoải mái, ok. Nhưng mà một cái tiếc đó là cái bình xăng của nó, anh em có thấy không, bình xăng của nó mình thấy nó hơi nhỏ, nó hơi bị đơn điệu á. Nếu như bình xăng nó to ra xíu nhìn nó ngầu đúng chất chuẩn tay luôn, bao nhiêu tay chạy con xe này đúng chất chuẩn luôn á. Bình xăng này to hơn xíu là được, là mình cảm thấy là tốt luôn, là tuyệt vời luôn. Theo như mình đánh giá thì bình xăng nó làm hơi nhỏ nên nhìn cái đầu á nó không có được. Còn đối với lại cái yên, anh em có thấy không, quay góc này nè, góc này cho anh em nè, tự nhiên mọi thứ nó đều ok, thấy không, mọi thứ nó đều đã. Cái yên nè, phần sau nè rất là đẹp, tự nhiên lên cái bình xăng thấy nó nhỏ, phải chứ nó bự xíu là đẹp. Và bởi vì nó một máy á cho nên nó hơi bị chóng, phải không, một máy á nhìn cái cảm giác nó hơi bị chóng vắng, gió lùa khe nó hơi bị chóng. Rồi hai máy thì ok, nhưng mà một máy thì bù lại nha anh em, đừng có phân biệt hết á. Tại vì một máy thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, nó có thể cho anh em đi lại trong thành phố đỡ nóng hơn là hai máy. Nói chung là cũng tuyệt vời, con xe này là kết hợp kiểu dáng của hai cái kiểu dáng, nói chung là tên tiếng Anh đó có nghĩa là rui, đúng không, đọc tiếng Anh là rui với lại bumper, đó là hai kiểu dáng nó kết hợp lại ra con xe này. Con xe này nó bị lai giữa hai cái đó, nhưng mà nó lai đẹp chứ không phải là lai xấu, rất là đẹp. Đây thắng ABS nè, thì con xe này có 6 số nha anh em. Rồi thì bây giờ còn gì nữa đâu mà nói cho anh em ha. Quay cái đuôi đèn nè, cái phần đuôi á không có nào để chê hết á, mình thấy nó quá tuyệt vời, quá hợp lý. Nghe nói đâu cái dè này nè nó chung với lại cái dàn sườn luôn hả. Nó quay phần đuôi cho anh em xem, nói chung cái phần này là mình không có gì mà để chê hết, nó rất là đẹp, rất là ngầu. Bánh to, bánh này là đây nó có thông số nè, 150 80 16. Còn thông số trước vẫn có ghi nè, đây cho anh em coi, 130 60 16, đúng không, 60 hay 90. 90 16. Mắt cận á, không đeo kính cận vô. Ủa cái kính cận ở đâu ta, kính cận bị rớt đúng không, bị rớt kính cận rồi, ok. Thì ở đây thì phuộc của nó vẫn là phuộc thường, nó không giống như con CB300 hôm bữa mình review là nó phuộc upside down đúng không, CB300R á phuộc upside down. Nhưng mà con này á, phuộc này nó mới phù hợp với kiểu dáng cổ điển của nó, chứ mà lên upside down hồi nó quá hiện đại rồi. Thì con này mình đi cảm thấy là cái kinh nghiệm mình chia sẻ lại thì nó rất là thoải mái, rất là thoải mái luôn, ngồi ngầu lắm. Anh em coi clip mình chạy thì thấy ngầu, ngồi ngầu và thoải mái. Thắng thì rất là ăn, nói chung mọi thứ rất là ok, không có thể chê nữa. Cục máy của Honda mà anh em không có thể chê vào đâu được. Thì bây giờ thì cái công vào cái vấn đề chính đó là xe này mình bán 86 triệu. Đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653, và anh em chịu khó nhắn tin Zalo nha. Tại vì có nhiều người nhắn quá nó sẽ bị trôi á, hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp. Thì odo con này thì nó là 9759, nghe theo mình biết là con xe này lúc mới ra, lúc mới bán là hình như là trên 120 triệu, đúng không anh em, trên 120 triệu. Rồi, kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Và đừng quên nhớ nhấn like, đăng ký để mình tiếp tục ra những video khác và kiếm những con xe đẹp đẹp khác quay cho anh em xem. Thì con xe này nhiều anh em kêu quay lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới tìm được nó và mua được nó về để quay cho anh em xem. Đó, thì anh em cứ thích xe nào cứ comment đi, thì trong cái khả năng của mình sẽ cố gắng làm clip cho anh em xem. Rồi, bye bye anh em.